chào bà con, thì đây quay clip cho bà con xem về cái kỹ thuật cào rễ. Nói chung là cào đất thì đất mới cày xong cái phát cà phê xong chúng ta tiến hành gom, thì ở đây cũng có máy móc chúng ta cào hết, cào những cái rễ này bà con xem này, có rễ chúng ta cào hết, cào gom lại, thì đồng thời đất này cũng rất vôi rồi, chúng ta cày cào xong thì chúng ta tiến hành trồng tỉa được. Thì với mô hình này thì mình quay cho bà con về kỹ thuật cào đất với xử lý đất. Thì sau này mình sẽ quay bà con về cái kỹ thuật trồng và đất cây loại gì trên đất này. Thank you.
chào bà con, thì đây quay clip cho bà con xem về cái kỹ thuật cào rễ, chung là cào đất, thì đất mới cày xong cái phát cà phê xong chúng ta tiến hành gom, thì ở đây cũng có máy móc chúng ta cào những cái rễ này bà con xem này, có rễ chúng ta cào hết, cào gom lại, thì đồng thời đất này cũng rất vôi rồi, chúng ta cày cào xong thì chúng ta tiến hành trồng tỉa được. Thì với mô hình này thì mình quay cho bà con về kỹ thuật cào đất, cái xử lý đất. Thì sau này mình sẽ quay cho bà con về cái kỹ thuật trồng đất cây loại gì trên đất này. Chào bà con, thì đây mình quay clip cho bà con xem về cái kỹ thuật cào rễ, chung là cào đất, thì đất mới cày xong cái phát cà phê xong chúng ta tiến hành gom, thì ở đây cũng có máy móc chúng ta cào hết, cào những cái rễ này bà con xem này, có rễ chúng ta cào hết, cào gom lại, thì đồng thời đất này cũng rất vôi rồi, chúng ta cày cào xong thì chúng ta tiến hành trồng tỉa được. Thì với mô hình này thì mình quay cho bà con về kỹ thuật cào đất, cái xử lý đất. Thì sau này mình sẽ quay bà con về cái kỹ thuật trồng của đất cây loại gì trên đất này.